Thời gian qua, lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền cảnh báo về phương thức thủ đoạn của loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng luôn thay đổi biến tướng, khiến nhiều người dẫn mắc bẫy, bị chiếm đoạt số tiền lớn. Mới đây, tại tỉnh Gia Lai đã xuất hiện và gia tăng chiêu trò lừa đảo việc nhẹ lương cao qua app Booking. Ngày 16 tháng 9, một người đàn ông ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đến phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh trình báo về việc bị đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng. Theo nạn nhân trình báo, chỉ vì nghe theo lời dụ dỗ về việc nhẹ lương cao nên tham gia app Booking, nhận làm cộng tác viên mua bán hàng qua mạng để hưởng tiền hoa hồng trên lệch từ 10 đến 20%. Công việc là truy cập vào đường link sản phẩm do các đối tượng tạo dựng trên ứng dụng Telegram gửi đến, sau đó tạo đơn hàng và thanh toán. Việc quàng tiền diễn ra nhanh chóng với những đơn hàng có giá trị nhỏ, nhưng khi người này chốt đơn hàng có số tiền lớn thì bị các đối tượng đưa ra nhiều lý do để không quàng tiền, không thanh toán hoa hồng như cú pháp soạn tin sai, hệ thống bị lỗi và yêu cầu chuyển thêm tiền. Đêm hôm đó thì tôi chơi nhỏ nhặt 100-200, nhưng mà tới chiều hôm sau thì tôi chơi đến mấy chục triệu, trăm triệu. Cứ mức tiền nâng lên cao thì hoa hồng nó càng cao. Thì khi hết hơn 500 triệu tài sản ở trong nhà thì nó bắt nạp thêm 271 triệu nữa thì nhà không có khả năng nữa thì dừng lại. Suy sụp hết tiền tài đất đai mới bán được để về sửa nhà, sửa cửa. Thì tôi đã chơi hết trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Người đàn ông trên chỉ là một trong số nạn nhân trên địa bàn tỉnh bị sập bẫy lừa mua hàng nhận hoa hồng khi nhận làm cộng tác viên mua bán hàng trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki. Từ tháng 12 năm 2021 đến nay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 95 tin báo tố giác liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, đa số vụ việc đối tượng phạm tội đều ở nước ngoài, nên việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ phối hợp ngăn chặn điều tra truy xét gặp nhiều khó khăn. Các cái vụ việc thì đối tượng lừa đảo đều sử dụng cái tài khoản không chính chủ do mua bán trên mạng và đều sử dụng cái dịch vụ ngân hàng điện tử, nên khi bị hại chuyển tiền đến thì chỉ vài chục giây sau đối tượng đã chuyển tiền tiếp sang nhiều cái tài khoản khác nhau, rồi chuyển mua tiền điện tử, mua hàng hóa trên các cái sàn thương mại điện tử và đầu tư vào các sàn chứng khoán quốc tế cũng như là chuyển vào các cái ví điện tử để mà chiếm đoạt. Bên cạnh đó thì cái việc phối hợp giữa Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với các cái ngân hàng thương mại trong việc truy vết rồi phong tỏa cái dòng tiền còn rất chậm, dẫn đến cái việc không tạm giữ thu hồi được cái tài sản bị chiếm đoạt, dẫn đến cái tội phạm công nghệ cao này chưa được kiềm chế. Theo nhận định của cơ quan công an, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn chiêu trò mới ngày càng tinh vi, nhất là đánh vào tâm lý hám lời trong mua bán để lôi kéo nạn nhân sập bẫy. Vì vậy, mỗi người dân cần đề cao cảnh giác, tỉnh táo, tránh rơi vào cảnh tiền mất tật mang.